lòng vòng vài năm trôi qua trong tích tắc, cùng với những phiền lòng của trên mí mắt, ngày tháng đi qua cùng với những mệt nhòi, phật thật tội nhưng chẳng còn dám khóc. Sự đánh đổi khi trưởng thành làm mất đi bản chất của cả một đám nhóc. 4:20 ở trên văn phòng chứ không phải là ngày ngồi cà phê và tán gốc. Tao biết ngày tháng cần nhau, cần thêm một số lần đâu. Cần thêm một lần vất vả để cho tất cả chỉ số nó bằng nhau. Sống không hổ thẹn với chính mình, không cần làm người đã vạch lá đi tìm sâu. Thức giấc miễn là còn thấy được ngọn lửa ở trong lòng, chứ không phải muốn như cảm xúc đi chìm sâu. Muốn được chìm sâu về đâu? Về đại dương xanh hay sa mạc trong ngút ngàn. Nhớ lại thời bé tâm hồn lại thật đẹp, hồn như ngây thơ như là bông hoa cúc vàng. Đã đến lúc tàn, cho đến lúc này mình nhâm nhi với tiếng đàn. Kiếm mấy miếng vàng, biến đến lúc nào thì lòng mới thấy lúc ngàn. Vì chắc phút cuối đời thì cầm bút rút tiếng màng. Homie, cũng phải hiểu và chấp nhận nó với cái những trưởng thành trong ngày tháng đêm trôi. Và ta biết và ta yêu luôn việc đó thì chẳng có việc gì khó với cộng các đơn côi. Thức giấc tôi từng thấy không muộn phiền hối hả nói ra toàn giả dối trên môi. Và thức giấc một ác quỷ hay tiên thần thì fuck.